Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam dự hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị, mệnh lệnh, quy định cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình vùng biển, địa bàn đơn vị quản lý, duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp theo quy định. Từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 kiểm tra, bắt giữ và xử lý 28 tàu có hành vi mua bán vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, xử phạt vi phạm hành chính và phát mãi hàng hóa sung công quỹ gần 15 tỷ đồng. Đơn vị còn đấu tranh triệt phá 14 vụ án, bắt giữ 15 đối tượng tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Tiếp nhận, xác minh, xử lý 124 thông tin về tìm kiếm cứu nạn và an ninh hàng hải. Gắn kết tình quân dân nơi địa bàn đóng quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cũng thực hiện hiệu quả chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân, Tết Hải đảo, với hơn 5.000 suất quà, học bổng, xe đạp, 15.000 lá cờ tổ quốc đã được trao tặng cho ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh thành ven biển khu vực phía Nam. Nhân dịp tổng kết công tác, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác năm 2023.